Hi, xin chào bạn. Mình đang có mặt tại buổi lễ ra mắt Kia Soluto tại Việt Nam. Thì về cơ bản, Kia bán ra Soluto dưới 3 phiên bản với mức giá là từ 399 triệu đồng cho phiên bản số sàn 5 cấp và đến cái mức giá là 455 triệu đồng cho phiên bản cao cấp sử dụng hộp số 4 cấp. Và trong clip lần này thì mình mời các bạn cùng xem ở tầm giá của Soluto thì chúng ta sẽ nhận được gì cho một chiếc xe hạng B. Ngoại hình của Kia Soluto theo mình là nó trẻ trung, nhìn cũng hiện đại, nhưng mà so với lại người anh em Hyundai Accent thì cái phong cách của Soluto nó có vẻ gì đó nó hơi cục, nhưng nó không được nuột như kiểu của Hyundai Accent. Phần đầu xe thì chúng ta vẫn có cái lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của Kia. Đèn trước của phiên bản cao cấp nhất, số tự động 4 cấp đều sử dụng bóng halogen hết. Có cả đèn chiếu sáng ban ngày và cụm đèn sương mù thì lại là có cái thấu kính thiết kế khá là lung linh. Ở góc độ của mình thì mình thấy nó giống như là cái cụm đèn trên những mẫu xe Bentley hiện nay. Nhìn có vẻ xa xỉ nhưng mà nếu mà soi chi tiết thì mình thấy nó không phải là kiểu hoàn thiện cao cấp cho lắm. Mâm xe của phiên bản cao nhất có kích thước 14 inch đi cùng bộ lớp Continental. Kích thước của lớp là 175/70R14. Cái điểm ăn tiền mình thấy ở đây là phanh sau của Soluto có cấu hình phanh đĩa. Mặc dù Soluto là mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận nhất trong phân khúc sedan hạng B, ở phân khúc của Soluto thì vẫn có rất nhiều mẫu xe còn sử dụng cái cấu hình phanh sau là loại tang trống. Đèn sau của Soluto cũng sử dụng bóng halogen. Cái cản sau của phiên bản cao cấp nhất này thì chúng ta có những cái cảm biến lùi và có cả camera da. Nhưng mà cốp sau này thì chúng ta phải vào hàng trước chúng ta mới mở được. Trong phân khúc của Soluto thì cái không gian cốp sau của Soluto thuộc diện khá là rộng. Nếu mình nhớ không lầm là dung tích cốp sau của Soluto nó nhỉnh hơn so với lại người anh em Hyundai Accent, nhưng vẫn thua so với lại những đối thủ đến từ Nhật, ví dụ như là Vios hay là Honda City. Không gian hàng ghế sau của Soluto hay mình là khá ổn trong phân khúc. Không gian đầu thì ở đây mình có ngồi thử, về cơ bản là nó cũng ok chứ chưa phải gọi là rộng rãi. Không gian để chân thì khá tốt. Hơi tiếc là ở đây chúng ta không có cửa gió phục vụ riêng cho hàng ghế sau như City, và cái tựa đầu của hàng ghế sau trên Soluto là loại cố định, chúng ta không điều chỉnh được trên cả 3 phiên bản luôn. Ghế của phiên bản cao cấp nhất này là được bọc da hai màu. Hàng ghế trước thì chúng ta không có cái bệ tì tay ở đây, mà bên ghế tà thì chúng ta có một cái thanh để mà tì tay. Phanh tay cơ, hộp số tự động 4 cấp. Về trang bị tiện nghi của Soluto thì mình thấy nó cũng khá cơ bản. Nó không muốn nói là thua so với lại đàn anh Kia Rio trước đây. Gương hậu của Soluto chỉnh điện nhưng mà lại không có gạch điện. Ghế trước thì chỉnh cơm hết. Bảng đồng hồ tốc độ thì chúng ta có màn hình hiển thị ra thông tin ở giữa, hiển thị được mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, thời gian, trip A, trip B, hết. Nói chung là cũng không nhiều thông tin lắm.
Trên vô lăng thì chúng ta có một cái cụm nút điều khiển vô lăng, không có kiểm soát hành trình, cruise control. Hệ thống khóa theo xe vẫn là loại remote, chứ không phải là loại smart key, khóa thông minh. Hệ thống giải trí theo xe thì theo mình thấy là cũng khá ổn, có dẫn đường vệ tinh. Kết nối Bluetooth, điều hòa thì điều chỉnh cơm chứ chưa phải là tự động. À, ngoài cái điểm thú vị là những cái nút điều khiển cửa kính thì đặt ở cái khu vực trung tâm chứ không phải là trên cánh cửa. Đó. Và không có auto kính ở bên cửa tài. Bên dưới là các cổng kết nối USB, aux-in. Phía trên thì không có gương chiếu hậu chống chói tự động. Động cơ theo xe 1,4 lít không khí tự nhiên cho công suất tối đa 94 mã lực và mô hình sáng cực đại đạt 132 Nm, sức mạnh truyền qua hộp số tự động 4 cấp hoặc là hộp số sàn 5 cấp đến cầu trước. Ở tầm giá dễ tiếp cận nhất trong phân khúc thì Kia Soluto đáp ứng có thể nói là ở mức cơ bản vừa đủ xài về mặt trang bị tiện nghi và an toàn. Nếu không muốn nói là Kia Soluto thậm chí còn thua cả đàn anh Rio trước đây về mặt option. Dĩ nhiên là nó sẽ không thể hấp dẫn về cái mặt trang bị tiện nghi và an toàn trong phân khúc so với lại những đối thủ có mức giá cao hơn. Tuy nhiên, nếu như các bạn đang kiếm một mẫu xe với không gian hạng B và có được cái chỗ chứa đồ để có thể đi du lịch xa ở mức giá của xe hạng A thì Soluto là chiếc xe dành cho bạn. Có thể nói Soluto rất phù hợp cho những ai đang kiếm xe hạng B cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ. Rồi, xin cảm ơn.